Ngày 6 tháng 11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thông tin về chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 2 tháng 11, trên tuyến quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy. Hai đối tượng được xác định là Phạm Quang Huy, 19 tuổi, trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, và Hoàng Thị Khánh Ly, 23 tuổi, trú tại phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Các lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ tang vật là 60.000 viên ma túy tổng hợp hồng phiến, 3 kg ketamin, 1 xe máy và 2 điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một người đàn ông tại thành phố Hà Nội với giá 150 triệu đồng.